Mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Tiếp tục ngày hôm nay em sẽ cập nhật về cái giá lúa hiện tại cho anh chị cùng nắm ha. Và đây là cái giá mới nhất của những anh chị đã bình luận trong kênh của em. Và những anh chị nào là người xem mới á mà chưa đăng ký kênh á thì hãy bấm đăng ký kênh, hoặc là anh chị có thể là cập nhật giá tại cái phần bình luận của em ha. Anh chị chỉ việc điền cái địa phương anh chị và cái giá lúa, ví dụ như là Đại Thơm 8.000 đi, thì anh chị cứ cập nhật vô ha. Rồi thì em sẽ vào cái nội dung cập nhật những cái bình luận của những anh khán giả nha. Thì đầu tiên là câu bình luận của anh là Ung 23 nè. Anh này ảnh ở là An Phú, An Giang ha. Đại Thơm 8 hôm nay là 8.200, có nghĩa là ở khu vực An Giang là 8.200 nha anh chị. Nó rất là chính xác luôn. Rồi thì những cái câu hỏi nào mà có cái giá cọc thì em mới cập nhật nha. Ví dụ như là anh Nguyễn Thanh Danh nè, hôm nay là lúa OM là cọc là 8.400 nhưng mà giảm còn là 7.400 nha anh chị ha. Giảm 1.000 luôn á. Là ở đâu thì anh này anh không có nói nha, nhưng mà giá OM là 380 là hiện tại là đang còn giá là 7.400 nha anh chị. Ở đây là em cập nhật từ những cái bình luận chứ em không cập nhật từ những app ha. Rồi anh là Tinh Trần 9260, anh này ảnh bình luận là ảnh ở là Dòng Riền, Kiên Giang, Đài Thơm 8 còn 7.800, Đài Thơm 8 là còn 7.800 nha anh chị ha. Những anh chị ở Dòng Riền, Kiên Giang thì cũng có thể là cập nhật được ha. Rồi anh là Dương Phan nè, anh này ảnh bình luận là mình ở Tây Ninh, giá là 504 là 6.300. Sao giá rẻ dữ ta, sao 504 mà chỉ có 6.300 thôi ta. Thường thường là hôm qua là cập nhật là 7.000 mấy luôn á, 7.200 luôn á, hơn có đâu cả khoảng đâu cả 1.000 á. Rồi anh Hùng 83 nè, là ảnh nói là mình ở Sóc Trăng là OM 18 là cọc 8.100 đó bạn. Rồi cảm ơn anh Hùng nha đã bình luận cập nhật tại đây ha. Thì những anh chị nào mà muốn cập nhật thì cứ cập nhật như anh Hùng nè là ok nha. Cập nhật cái tỉnh cũng như là cái tên lúa và cái giá tiền để cho em cập nhật cho những anh chị khác thì nó dễ. Tại vì bây giờ nhiều anh chị cập nhật cái giá từ thị trường á nó khó lắm. Tại vì khi mà xuống tới địa phương anh chị thì cái giá mình nó bị ép giá hết ráo rồi. Em nói ra thì đụng chạm với mấy anh lái. Có mấy anh lái vô bình luận nói trời nói vậy không được, nói về còn thiếu rồi. Nhưng mà thật sự là mấy anh sẽ có ép, nếu như là không ép là không được. Đâu phải là như là 10 anh lái đi thì ép hết khoảng đâu là 6 anh lái rồi, còn 4 anh là không có ép đó. Nói chung là em nói là nó chính xác luôn á. Rồi tiếp tục là anh user 1B nói nè, ở thị trấn Minh Lương, Châu Thành Kiến, hôm qua 15 âm lịch là Đài Thơm 8 là 9.700. À, Đài Thơm 8 cắt 97 ngày đẹp giá là 8.200, có nghĩa là ảnh trồng một vụ ảnh là 97 ngày ha, và bán được cái giá là 8.200 nha anh chị. Rồi tiếp tục là bạn Nhật Vi 6355 nè, ảnh cập nhật là hôm qua chưa lấy cọc mà cắt liền là 8.000 lúa thơm, lúa thơm là lúa VD20 ha. Rồi tiếp tục là anh Hoàng Nguyễn nha 7088, anh cập nhật là OM 18 và Đài Thơm 8 hôm qua là 8.000, chiều còn lại là 7.900, tỉnh Biên An Giang, là ở tỉnh Biên An Giang ha, là giá lúa sụt khoảng đâu là 100 đồng. Rồi anh gì nè, mấy thằng cò nó ép giá thôi. rồi anh Lâm Hải nè, chính xác Tân Hiệp, mới buổi sáng hôm qua là 8.200, tới chiều là còn 7.800, anh cập nhật là buổi sáng là 8.200 nhưng mà buổi chiều là 7.800. Cái này chắc giá lúa này là ép luôn. Nhiều lúc em nói ép á, thì mấy anh lái anh vô anh bình luận anh khịa, anh nói trời cái này cái kia, nhưng mà thật sự nè, trong một ngày mà buổi sáng là 8.200 mà buổi chiều á là còn có 7.800, cái giá lúa nó cập nhật như sao? Ở trên thị trường á, là người ta sẽ cập nhật là mỗi ngày chứ không phải là cập nhật là mỗi giờ đâu. Đó, cái này là do mấy anh ép này, ví dụ như sáng 8.200 cái số lượng lúa mà bà con cái thu hoạch nhiều quá thì mấy ảnh kiểu như là cung vượt cầu á, cái mấy ảnh giảm xuống. Cái này là em nói nó chính xác nha anh chị ha, không có binh vực ai đâu. Hôm qua trong cái buổi livestream của em thì cũng có rất là nhiều anh chị bình luận nha. Đây nè, Đài Thơm 8 nè, Trần Văn Thôi Cà Mau 8.200, nay còn là 7.200, quá đau. Là bạn An Thúy 7312 ha, ảnh bình luận vậy. Rồi em tiếp tục em coi những cái bình luận khác ha. Là cầu mong cho giá lúa gạo ổn định cho bà con nông dân có lời, công nhân ăn cơm vừa túi tiền. Đúng
Đúng rồi. Nói chung là giá lúa rẻ thì khó khăn. Rồi, tiếp tục đó là BL nè, Đài Thơm. BL có nghĩa là tỉnh nào ta? À, hiện tại là còn 7.500. Anh Vũ Công, 7844 mình lận ha. Cà Mau lúc 20 giờ hôm nay, Đài Thơm 7.400. Còn ST là 8.000. Đó. Nè con anh gì ảnh bình luận nè. Anh Lợi Thắng 2133 nè, không phải ép giá mà mấy GS gì nè. Tiến sĩ tính chi phí vậy đó. Ôi mệt quá mấy anh ơi. Cỡ nào mấy anh cũng có ăn hết á, người ta là trồng một vụ lúa tới 90 ngày người ta mới có ăn. Còn mấy anh chủ yếu là xào trẻ, chứ lại mấy anh á nặng chỗ là mấy anh là kiểu như là cái tiền vốn anh bỏ ra nhiều thôi. Với lại về phơi này nó sấy thì nó hao hụt chút đỉnh vậy thôi, nhưng mà cỡ nào cỡ mấy anh cũng có ăn hết. Rồi nè, ở Trường Xuân nè, Thái Lai nè, mới cắt giá 8.000 đó. Giá thị trường cho 6.000 thôi. Dễ dầu gì 6.000, nghe nói là mấy anh ở bên Campuchia anh chị. Campuchia là giá thấp. Bởi vậy mấy anh lái cứ dựa theo cái giá của ở bên Cam á. Rồi tính như Việt Nam mình tính vậy chết, cái giá phân thuốc nó mỗi nơi nó mỗi khác chứ nó đâu có trùng đâu. Như giá phân thuốc ở Việt Nam của mình nó giá nó cao hơn. Vụ nào thấy nó cũng lên hết á. Rồi nè, Thới Lai chốt 8.200 nè. Đầy thơm 8 bạn ơi. Rồi ở Dũng Liêm, Vĩnh Long nè, OM 18 nè, nhiêu một ký. Rồi anh chị nào mà có biết giá OM 18 thì cập nhật nha. Hồi nãy là có mấy bạn cập nhật là 7.600 nha. Đó. Rồi, thì hôm nay thì cập nhật tới đây thôi nha anh chị ha. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á thì hãy đăng ký kênh nha. Rồi em cũng mến chào và hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp của em.